Việt Vương Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục là người kế tục sự nghiệp của Lý Nam Đế. Ông là người huyện Chu Diên, là con của Triệu Túc, một thủ lĩnh địa phương có lòng yêu nước, không chịu khuất phục nhà Lương. Triệu Quang Phục nổi tiếng giỏi võ nghệ, sử chép ông là người uy hùng, sức mạnh. Cha con ông là người đầu tiên đem quân tham gia cuộc khởi nghĩa Lý Bí. Triệu Túc là một danh tướng của nước Vạn Xuân, được phong làm thái phó, trông coi việc binh, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương ở vùng ven biển. Triệu Quang Phục lúc đầu theo cha đi đánh giặc, có công, là một tướng trẻ có tài nên được Lý Nam Đế tin dùng làm tả tướng quân. Đầu năm 545, quân Lương xâm lược Vạn Xuân, cuộc kháng chiến của nhà Tiền Lý thất bại. Lý Nam Đế phải lẩn tránh ở động Khuất Lão thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay và giao binh quyền cho Triệu Quang Phục. Vốn thông thuộc vùng sông nước Chu Diên, Triệu Quang Phục quyết định chuyển hướng chiến lược, thay đổi phương thức tác chiến cũ là phòng ngự, cố thủ hay tập trung lực lượng quyết chiến với địch. Ông đã đưa hơn 1 vạn quân từ miền núi về đồng bằng, lập căn cứ kháng chiến ở Dạ Trạch, Bãi Màn Trò, Khoái Châu, Hưng Yên. Dạ Trạch là một vùng đầm lầy ven sông Hồng, rộng mênh mông, lau sậy tùm. Ở giữa là một bãi phù sa có thể làm ăn sinh sống được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn. Chỉ có dùng thuyền độc mộc nhẹ lướt trên cỏ nước theo mấy con lạch nhỏ thì mới có thể tới được. Triệu Quang Phục đóng quân ở bãi đất nổi ấy. Ngày ngày, quân sĩ thay phiên nhau vừa luyện tập vừa phát bờ cuốc ruộng, trồng lúa, trồng khoai để tự túc binh lương. Ban ngày tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như không có người. Đến đêm, nghĩa quân mới kéo thuyền ra đánh úp các trại giặc, cướp được nhiều lương thực, làm kế trì cửu, cầm cự lâu dài. Người trong nước gọi Triệu Quang Phục là Dạ Trạch Vương, vua đầm đêm. Nghe tin Lý Nam Đế mất, ông xưng là Triệu Việt Vương. Vùng đồng bằng này tuy không có thế đất hiểm như miền đồi núi, thế nhưng có nhiều sông lạch chia cắt, nhiều đầm hồ lầy lội, không lợi cho việc hành binh của những đạo quân lớn. Địa thế như vậy buộc địch phải phân tán, chia quân đánh nhỏ, làm mất sở trường của chúng, đồng thời tạo điều kiện cho ta tiêu diệt gọn từng bộ phận nhỏ, tiêu hao sinh lực của địch. Đồng bằng còn là nơi đông dân cư, có nhiều người, nhiều sức, nhiều của, cung cấp cho cuộc chiến đấu lâu dài của quân ta. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam từ Lý Nam Đế qua Triệu Việt Vương đã có sự chuyển hướng chiến lược, thay đổi địa bàn và cách đánh. Lập căn cứ kháng chiến ở đồng bằng, đó là kế sách dụng binh hết sức mưu lược và sáng suốt của Triệu Quang Phục. Đưa quân xuống đồng bằng, Triệu Quang Phục không áp dụng phương thức tác chiến phòng ngự, cố thủ hay tập trung lực lượng quyết chiến với địch. Kế sách của ông nói theo ngôn ngữ quân sự hiện đại là đánh lâu dài và đánh tiêu hao, đánh kỳ lập làm phương thức tác chiến chủ yếu. Nhờ sự chuyển hướng có chiến lược sáng suốt đó mà cục diện chiến tranh thay đổi, ngày càng có lợi cho ta, bất lợi cho địch. Quân Lương cố sức đánh vào vùng Dạ Trạch nhằm phá vỡ đầu não kháng chiến, nhưng âm mưu đó không thực hiện được. Quân của Triệu Quang Phục giữ vững căn cứ Dạ Trạch, liên tục tập kích các doanh trại và các cuộc hành binh của địch. Qua gần 4 năm chiến tranh, 547-550, cuộc kháng chiến ngày càng lớn mạnh, địch càng đánh càng suy yếu. Viên tướng giỏi của địch là Trần Bá Tiên đã trở về Châu Quảng từ năm 547 làm thái thú Cao Yên. Năm 548, bên Triều Lương xảy ra loạn Hầu Cảnh. 548-552, viên hàng tướng này đã cướp Kinh Sư. Số đông quý tộc nhà Lương bị giết chết. Bọn cường hào địa phương nổi dậy khắp nơi. Ở phía Bắc, Triều Tây Ngụy từ lưu vực sông Vị
tổ chức một loạt các cuộc tiến công đế chế của Lương. Năm 553 chiếm Tứ Xuyên, cắt đứt quan hệ giữa Nam Kinh và Trung Á, chiếm Trương Dương, Hồ Bắc, xâm nhập tới Giang Lăng, Trung Lưu, Trường Giang, lập nên triều hậu Lương Bù Nhìn, bị xóa năm 587. Quan tướng các châu, trong đó có Trần Bá Tiên, kéo quân đổ về Kinh Sư với danh nghĩa cứu viện Kinh Sư, dẹp loạt Hầu Cảnh, rồi nội chiến liên miên. Chớp thời cơ đó, Triệu Quang Phục từ căn cứ Dạ Trạch đã tung quân ra mở một loạt cuộc tiến công lớn vào quân giặc, giết tướng giặc là Dương Sàn, thu lại châu thành Long Biên, đuổi giặc ngoại xâm, giành lại quyền tự chủ trên toàn đất nước. Về sau, vì tin lời cầu hòa của Lý Phật Tử, vốn là tướng của Lý Nam Đế, từng nổi dậy chống ông, ông chia cho y một phần đất và kết mối thông gia. Con trai Lý Nhã Lang lấy con gái Triệu Cảo. Năm 571, Lý Phật Tử phản bội, đem quân đánh úp. Việt Vương thua, chạy đến cửa Bể Đại Nha, cùng đường gieo mình tự vẫn. Theo Việt Điện U Linh, cuốn sách xưa nhất 1329 chép về Triệu Quang Phục, thì sau khi ông mất, người đời thấy linh dị, lập miếu thờ ở cửa biển Đại Nha. Năm Trùng Hưng thứ nhất 1285, đời Trần Nhân Tông, sách phong là Minh Đạo Hoàng Đế. Năm Trung Hưng thứ tư 1288, đời Trần Nhân Tông, ban thêm hai chữ Khai Cơ. Năm Hưng Long thứ 21, 1313, đời Trần Anh Tông, ban thêm bốn chữ Thánh Liệt Thần Vũ. Giáo sư Trần Quốc Vượng.